tọa lạc tại một vị trí tuyệt đẹp tại trung tâm một thành phố đáng sống, thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Trường mầm non Hoa Sữa được thiết kế dựa trên những ý kiến hàng đầu của chủ đầu tư, kết hợp với những ý tưởng độc đáo, những sáng tạo riêng của các kiến trúc sư tài hoa cho từng không gian. Tất cả được gói gọn nhằm tạo nên công trình đạt chuẩn mầm non đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh. Đây là một dự án mà iDesign Việt Nam lấy yếu tố vật liệu tự nhiên làm ý tưởng chủ đạo. Bước qua cánh cửa, các bé như bước vào một thành phố cổ tích kỳ thú đang chờ được khám phá. Mỗi chi tiết trong trường mầm non Hoa Sữa đều chứa đựng một ý nghĩa riêng cho từng câu chuyện. Khu vực lễ tân bằng việc sử dụng những nguyên liệu đơn giản, mộc mạc cùng cách bài trí ấn tượng. Mỗi đồ vật được sắp xếp theo một cách riêng đã làm nên một không gian tiếp khách gần gũi và thân thiện. Khu vui chơi là sự kết hợp của các trò giải trí và hoạt động thể chất, mong muốn mang lại cho các con thật nhiều niềm vui và rèn luyện sức khỏe. Cây xanh được bố trí nhiều trong khu vui chơi tạo cảm giác mát mẻ. Chắc chắn các bé sẽ vô cùng thích thú khi được trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ này. Cùng với đó là các chi tiết nhà gỗ trên cây, nhà hàng, quán cà phê, bệnh viện, đường phố, biển chỉ đường. Ở kia là cối xay gió, tháp đồng hồ, lâu đài, tất cả hòa hợp với nhau một cách sinh động, tạo nên một thế giới trẻ thơ đầy màu sắc. Khu vực phòng học với diện tích hành lang rộng, đảm bảo ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng đãng, giúp cho con trẻ học tập và vui chơi trong một ngày dài đến trường đầy năng lượng. Thì trường tôi là tôi được. Lúc nào cũng muốn là trường khang trang đẹp, tôi nên muốn là tôi thay đổi, tôi nâng các cái trường lên để cho trẻ ở các thành và thành phố Quy Nhơn này nói chung và các tỉnh nói riêng để cho họ có một cái ngôi trường tốt nhất cho trẻ. Có hình ảnh 3D, 4D thì tôi thấy là tôi thích, mà tôi nghĩ là như thực tế không phải như vậy, mà khi vào thực tế thì tôi thấy rất là vừa ý. Và những cái điều mà tôi mong muốn mà thiết kế những cái khu vui chơi của tôi hay là ở trong lớp á, thì tôi thấy là rất là phù hợp. Cái công ty này tôi thấy nó là chuyên về mầm non, tôi thấy họ làm rất là tốt. Với mong muốn mang đến cho trẻ em những điều tốt nhất, iDesign Việt Nam lựa chọn dùng sự thành công của nhà đầu tư làm thước đo giá trị thành công của mình. iDesign Việt Nam tự tin biến trường mẫu giáo của bạn thành ngôi nhà thứ hai của bé để trẻ được học tập, vui chơi trong điều kiện môi trường tốt nhất.